Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 87. Cho ông ta một vạn lá gan, cũng không dám đánh vào mặt điện thần hoàng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý đến hai người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Vạn Lê, tôi và ông cũng không có thâm. Thù đại hận gì, không đến mức đối phó tôi chứ. Tôi cảm thấy chắc chắn có người đằng sau ông đúng không? Trần Vạn Lê điên cuồng lách đầu, không, không có, vậy sao? Diệp Bắc Minh cười. Đồng tử của Trần Vạn Lê co lại. Tiếng cười này giống như tử thần cười, sống chết khó đoán. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay có thêm 13 cây kim châm. Có lẽ ông còn chưa biết, tôi còn là một người hành nghề y. Huyệt vị của cơ thể con người rất đặc biệt, nếu đâm kim châm vào vài huyệt vị đặc biệt, sẽ có hiệu quả không ngờ đấy. Vừa dứt lời, 13 cây kim châm cùng chui vào cơ thể của Trần Vạn Lê. Tiện tay ném đi. A! À, Trần Vạn Lê phát ra tiếng gào thét như mổ heo, cơ thể cả người điên cuồng vặn vẹo. Đầu càng không ngừng đập xuống mặt đất của đài phong thần. Tiếng phập, 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 vang khắp cả đài phong thần. 13 cây châm không những khiến Trần Vạn Lê chịu đau đớn không thể chống cự, còn phong tỏa tất cả thần lực trong cơ thể ông ta. Bây giờ ngay cả tự vẫn cũng không làm được. Giết tôi đi, cầu xin cậu giết tôi đi. Cậu Diệp, tôi không nên đối địch với cậu, cho tôi thêm một cơ hội đi. Trần Vạn Lê phát hiện không thể tự vẫn, chỉ đành cầu xin y suýt. Các võ giả khác thấy cảnh này, không nhịn được hít khí lạnh. Trần Vạn Lê ngay cả chết cũng không sợ, lại sợ mấy cây châm nhỏ bé hành hạ. Rốt cuộc thủ đoạn của Diệp Bắc Minh này đáng sợ đến mức nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói đi, ai bảo ông đối phó tôi? Câu kiêu, Giang Nhiên, là bọn họ, Trần Vạn Lê gào thét. Diệp Bắc Minh gật đầu, giơ chân dẫm xuống. Rắc rắc, đầu của Trần Vạn Lê dứt khoát gãy lìa, chuyển ánh mắt nhìn sang hai người Câu Kiêu, Giang Nhiên, thực sự là các người ư. Câu Kiêu, Giang Nhiên kinh sợ đến nuốt nước miếng trước sự sát phạt quyết đoán của Diệp Bắc Minh. Hai người quay sang nhìn nhau, lên tiếng nói, Trần Vạn Lê bị cậu hành hạ như vậy, lời của ông ta không thể làm bằng chứng. Tôi giết người, mà cần bằng chứng. Ụ, Diệp Bắc Minh cười, tôi chỉ cần biết cần giết ai là đủ rồi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh bước ra một bước trực tiếp đứng trước hai người. Tay trái lướt ngang qua. Lúc này, Câu Kiêu và Giang Nhiên thực sự hoảng sợ tay trái chí tôn, vô địch đó. Vãi, ức hiếp người quá đáng, cùng ra tay, giết. Câu Kiêu tức giận hét lên một tiếng, lập tức lấy ra một chiếc rìu thần chém về phía tay trái chí tôn. Giang Nhiên vẻ mặt đầy tức giận cùng bùng phát, một thanh thần kiếm mang theo ngọn lửa chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Hai tiếng, choang choang, vang lên tiếng tiếp. Rìu thần và kiếm thần gãy nứt tại chỗ, một luồng sức mạnh trực tiếp đánh bay hai người ra dễ như trở bàn tay. Nếu không phải binh khí của hai người đã giúp họ đỡ được phần lớn sức mạnh, sợ rằng sẽ bị tay trái chí tôn đập chết tại chỗ. Cho dù là vậy, hai người cũng nằm dưới đất phun ra máu điên cuồng. Toàn thân là vết thương xây sát, gân cốt kinh mạch, thần cốt, đan điền cũng vỡ toàn bộ. Ông Lâm, cứu tôi. Ông Lục, tôi không muốn chết. Hai người Câu Kiêu, Giang Nhiên quay đầu. Dùng sức mạnh cuối cùng nhìn sang đám người Lâm Trung Sâm và Lục Duật. Lâm Trọng Sơn giật khóe mắt, gầm hét nói, Diệp Bắc Minh, cậu muốn đuổi cùng giết tận thật sao? Đệ tử nội môn của Vạn Thần Tông bọn họ, cậu biết giết người như vậy sẽ có hậu quả gì không? Lục Duệ hãm ham uy hiếp. Hai người vẫn không dám ra tay. Điện Thần Hoàng, không đắc tội được. Diệp Bắc Minh nhảy vút lên hai chân đạp mạnh lên đầu Câu Kiêu và Giang Nhiên. Giọng nói lạnh lùng vang lên, nào, ông nói với tôi có hậu quả gì? Một cảnh cuồng ngạo như vậy, hoàn toàn khiến tất cả mọi người có mặt chấn hãi. Trời ơi! Cũng không nể mặt Vạn Thần Tông. Một vài trưởng lão tông môn cùng kinh hãi đến há hốc miệng. Vương Tư Đạo nuốt nước miếng, nếu tên nhóc này tiến vào thần giới còn không bị cậu ta làm long trời lở đất ư. Tiểu Nguyên, em thua cậu ta, không thiệt, Vương Yên Nhi mặt, hơi thở dồn dập. Vương Nguyên không nhịn được run run nói, nguy hiểm quá, đúng là nguy hiểm quái. May là lúc đó em thua tay, nếu không em cũng có thể chết thảm như bọn họ. Đôi mắt đẹp của Ngư Thất Tình đầy vẻ sợ hãi. Ngư Chính Dương bên cạnh đã quyết định,
sau khi về lập tức trả lại kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cho Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này, nhà họ Ngư bọn họ không chọc vào được. Lâm Trọng Sơn tức đến toàn thân run lên, xúc sinh, lão phu đã sống mấy chục vạn năm chưa từng thấy kẻ nào cuồng ngạo như cậu. Nhiều lời với cậu ta làm gì, cho dù đắc tội với Điện Thần Hoàng, tên nhóc này cũng phải chết. Lục Duệ tức đến gần như sắp thổ huyết. Câu Kiêu, Giang Nhiên đều là đệ tử nội môn của Vạn Thần Tông. Diệp Bắc Minh trực tiếp đấm nổ đầu hai người trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù có Điện Thần Hoàng chống lưng cho Diệp Bắc Minh, những người cấp cao của Vạn Thần Tông đang ở đây chắc chắn sẽ lập tức giết Diệp Bách Minh. Giết! Lâm Trọng Sơn gầm thét một tiếng, một thanh trường đao màu đen chém xuống. Lục Duệ dậm chân, sóng khí cuồn cuộn, năm ngón tay trực tiếp thành vuốt tóm về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Cút đi! Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, tay trái chí tôn tóm về phía thanh trường đao màu đen của Lâm Trọng Sơn. Choang! Một tiếng, trường đao màu đen trực tiếp nổ tung. Năng lượng mạnh đánh bay Lâm Trọng Sơn ra xa, toàn bộ mảnh vụn chui vào lồng ngực của Lâm Trọng Sơn. Cẩn thận, uy lực của xương chí tôn có vấn đề. Một nỗi đau dữ dội xuyên tim truyền đến, Lâm Trọng Sơn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, Lục Duệ đã đứng trước người Diệp Bắc Minh, năm ngón tay giữ tợn tóm về phía đầu của Diệp Bắc Minh, nhóc con, kẻ điên cuồng ắt có trời trị, chết đi. Tay trái chí tôn nghênh đón, và đập vào năm ngón tay của Lục Duệ. Phập, một làn xương máu nổ tung. Lục Duệ nhanh chóng lùi lại, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển, sao lại như vậy? Chẳng phải xương chí tôn chưa hoàn toàn dung hợp sao? Vậy mà có uy lực như vậy. Mọi người trên đài phong thần đều thộn mặt. Không ai ngờ được, Diệp Bắc Minh lại hoàn toàn nghiền áp hai vị trưởng lão của Vạn Thần Tông. Còn không đợi mọi người phản ứng lại. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Lục Duệ, không hiểu được cũng không sao, sau khi ông chết sẽ có thời gian để nghĩ. Cậu dám! Lục Duệ trừng mở to con mắt. Sâu trong đồng tử phản chiếu tay trái chí tôn nghiền áp. Đến! Tôi không thể chết! Lục Duệ gầm thét lên một tiếng, giống như thú hoang phát cồng. Các loại công pháp, bí thuật thi triển cùng lúc, tay trái chí tôn nghiền áp tất cả, giống như sấm sét. Lục Duệ biến mất. Lục Duệ! Lâm Trọng Sơn hít khí lạnh, ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi, xúc sinh, cậu đợi đấy cho tôi, Lâm Trọng Sơn tôi nhớ kỹ cậu rồi. Vạn Thần Tông sẽ không tha cho cậu. Vừa dứt lời, ông ta liền bóp vỡ một tấm lệnh bài khách đầy phù văn. Một cánh cửa vị diện xuất hiện trước mặt, nhảy như lao vào cho ngồ. Muốn chạy! Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái chí tôn tấn công ra một quyền. Ru. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một con huyết long lại xông ra từ tay trái chí tôn, đập mạnh lên sau lưng của Lâm Trọng Sơn đang xông vào cánh cửa vị diện. Phập, một làn xương máu nổ tung. Cánh cửa vị diện biến mất. Tất cả mọi người như Vương Tư Đạo, Vương Yên Nhi, Vương Nguyên, Ngư Thất Tình, Ngư Chính Dương đều giữ trạng thái sửng sốt, đồng tử không ngừng co lại. Những võ gải đến tham gia chọn thần giáng càng chấn kinh không thể chấn kinh hơn. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết, không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, các vị, ngây ra đó làm gì? Chỉ là sự cố nhỏ thôi, chẳng lẽ lựa chọn thần giáng không tiếp tục nữa sao? Lúc này mọi người mới phản ứng lại, tất cả nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Liền sau đó, một ông lão lên tiếng một bước, cậu Diệp, lão phu Ngụy Vô Nhai đến từ trấn Hồn Tông. Vốn dĩ vòng cuối cùng của tuyển chọn thần giáng là do hai vị trưởng lão Lâm Trọng Sơn và Lục Duệ phụ trách. Giờ đã, khụ khụ, giờ họ đã chết, thì để tôi phụ trách đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, mời. Được. Ngụy Vô Nhai hăng giọng, rồi hướng mặt về phía võ giả trên đài phong thần, theo quy định của các lần trước, võ giả chỉ cần có thể sống đi ra từ đại lục ngũ hành đều có cơ hội vào thần giới. Hoặc là trở thành thần bộc. Hoặc là trở thành đệ tử ngoại môn của các đại thần tông. Tuy cậu Diệp đã giết giới Long Vương, khiến tất cả mọi người đều rời đại lục ngũ hành trước. Nhưng chúng tôi vẫn làm theo quy định. Cái gì? Tốt quá rồi. Cảm ơn cậu Diệp, cả hội trường sôi sục. Tất cả mọi người đều kích động, người nào cũng thở gấp. Nếu thực sự phải ở trong đại lục ngũ hành một tháng, những kẻ thực lực không đủ sớm đã bị săn giết. Bây giờ ít nhất hơn ngàn người có cơ hội tiến vào thần giới.
Ngụy Vô Nhai trầm giọng, "Trật tự, các người đừng vui mừng quá sớm. Muốn được chúng tôi chọn, còn cần có đủ căn cốt." Nói một cách dễ hiểu, nếu căn cốt của mọi người không đạt tiêu chuẩn thì cho dù tiến vào thần giới cũng không thể ngưng tụ thần cốt. Một thanh niên trong đám đông không nhịn được hỏi, "Ngụy tiền bối, căn cốt là gì? Thần cốt là gì?" Ngụy Vô Nhai giãn sắc mặt trả lời, "Căn cốt là thứ bẩm sinh của mỗi một người, ví dụ người phàm thì là căn cốt màu trắng. Trên màu trắng là căn cốt màu xanh lục. Lên trên nữa, căn cốt xanh lam, căn cốt màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu vàng kim mồ. Kẻ có căn cốt màu xanh lam có tư cách trở thành thần bộc, căn cốt màu vàng có thể trở thành đệ tử ngoại môn của các thần tông. Còn từ căn cốt màu vàng trở lên, ha ha, người như này ở thần giới cùng vô cùng hiếm có, chúng tôi cũng không hy vọng gặp được ở hạ giới. Được rồi, không nói nhiều nữa." Ngụy Vô Nhai dậm chân. Lập tức, đài phong thần chấn rung dữ dội. Mọi người kinh ngạc phát hiện, sàn đá dưới chân lại sáng lên. Các loại phù văn dưới gạch sàn nhanh chóng lấp lánh. Liền sau đó, trên người mỗi một võ giả đều vụt ra một cột sáng, vút lên không trung cao. Rất nhiều võ giả vô cùng tuyệt vọng, màu trắng. Tôi là căn cốt màu trắng. Không, một vài thiên tài đại lục mặt xám như cho, tôi chỉ là màu xanh lục sao. Tốt quá rồi, tôi là căn cốt màu xanh lam, có thể làm thần bộc rồi. Màu vàng, tôi là căn cốt màu vàng. Có người kích động, có người vui mừng điên cuồng. Không biết Diệp Bắc Minh đó có căn cốt gì, có người lên tiếng. Liền sau đó, tất cả mọi người trên đài phong thần không nhịn được quay đầu, nhìn sang Diệp Bắc Minh. Đều sửng sốt, màu trắng, vậy mà chỉ là căn cốt màu trắng sao? Chẳng lẽ toàn bộ sức mạnh của tên nhóc này đều là do xương chí tôn cho hắn? Đáng tiếc, căn cốt màu trắng dung hợp với xương chí tôn, nếu anh ta có căn cốt màu xanh lục hay xanh lam trở lên, thì sau này thành tựu sẽ không kém. Tại sao lại là căn cốt màu trắng chứ? Một vài người vốn đang nghĩ cho dù mạo hiểm đắc tội với Vạn Thần Tông cũng phải đưa Diệp Bắc Minh đi. Bây giờ xem ra hình như không cần thiết nữa. Căn cốt màu trắng, cả đời cao nhất cũng chỉ là cảnh giới chân thần. Thậm chí, tiến vào cảnh giới chân thần cũng khó hơn lên trời. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, tiểu tháp, sao căn cốt của tôi là màu trắng? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, ồ, căn cốt của cậu phải là màu đen. Bản tháp sợ làm những người này sợ, cho nên tiện tay giúp cậu che giấu. Màu đen, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn trả lời, trên màu vàng kim là màu đen ồ. Có điều, có lẽ đám người thần giới chưa từng nhìn thấy, cho nên nghĩ màu vàng kim là cực hạn. Diệp Bắc Minh hiểu ra, thì ra là vậy. Đột nhiên, có người kinh hãi kêu một tiếng, chỉ về hướng nào đó nói, đợi đã, căn cốt màu tím, vậy là có một căn cốt màu tím. Soạt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua, ánh mắt lập tức di chuyển. Chỉ thấy, trên người Chu Nhược Giai tỏa cả một cột sáng màu tím đỏ, nhập vào sâu hư không. Tại sao nói là màu tím đỏ? Là vì căn cốt màu tím của cô hơi phát ra màu đỏ. Thậm chí Long Khuynh Vũ có căn cốt màu vàng, hầu tử căn cốt màu xanh lam, hoàn toàn bị bỏ qua. Một người phụ nữ mặc cung trang kích động tiến lên, căn cốt màu tím, gần đến căn cốt màu đỏ. Không đúng, theo lý mà nói thì cô phải là căn cốt màu đỏ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cô rớt xuống màu tím? Liền sau đó, người phụ nữ mặc cung trang bước đến bên cạnh Chu Nhược Giai, tóm lấy cổ tay của cô. Vẻ mặt biến sắc, cô đã mất đi tấm thân trong trắng rồi ư. Nếu là cô gái bình thường, bị người khác nói mất đi tấm thân trong trắng trước mặt nhiều người, chắc chắn sẽ xấu hổ. Chu Nhược Giai lại tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn sang Diệp Bắc Minh, tôi đã có chồng, mất tấm thân trong trắng thì rất kỳ lạ sao? Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn sang Diệp Bắc Minh. Ánh mắt hơi phức tạp. Đố kỵ, oán hận, ngưỡng mộ, tiếc nuối. Các loại cảm xúc lướt qua. Người phụ nữ mặc cung trang cau mày, cô biết mất tấm thân trong trắng dẫn đến căn cốt xuống cấp thì đáng tiếc thế nào không? Nếu cô là căn cốt màu đỏ, tương lai hoàn toàn có cơ hội đột phá cảnh giới thần hoàng. Dừng một chút, người phụ nữ mặc cung trang nở nụ cười, nhưng không sao, cho dù bây giờ chỉ là căn cốt màu tí mồ. Chỉ cần tu võ chăm chỉ, tương lai chắc chắn có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Không đợi người khác phản ứng,
Người phụ nữ mặc cung trang lập tức tự giới thiệu, cô gái, tôi tên là Thương Ti Cầm, trưởng lão của thần cung lục đạo. Bây giờ tôi mời cô gia nhập thần cung lục đạo, lập tức trở thành đệ tử nội môn của thần cung lục đạo. Nếu không có bất ngờ gì, sau khi gia nhập thần cung lục đạo sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của một thái thượng trưởng lão cảnh giới thần hoàng. Lời vừa được nói ra, đài phong thần lập tức xôn xao. Tiến vào thần giới, trở thành đệ tử nội môn. Còn là đệ tử thân truyền của thái thượng trưởng lão của cảnh giới thần hoàng. Vãi! Muốn nghịch thiên ư? Cô Chu, nhà họ Vương tôi cũng cho cô đãi ngộ như vậy, có thể trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ nhà họ Vương. Vương Tư Đạo nhanh chóng lên tiếng. Ngư Chính Dương hắng giọng nói, cô Chu gia nhập nhà họ Ngư đi, điều kiện của họ cho cô, chúng tôi cho cô gấp đôi. Ngoài ra, tất cả tài nguyên của nhà họ Ngư tùy cô sử dụng. Cô Chu, gia nhập Độn Thế Thần Tông, thế nào? Cô Chu, Thất Tinh Các mới là phù hợp với cô nhất. Cô Chu, gia nhập Trấn Hồn Tông chúng tôi đi. Mười mấy ông lão cùng ào lên như ong vỡ tổ. Chu Nhược Giai tỏ vẻ mặt khó xử, việc này. Ánh mắt rời khỏi đám đông, nhìn sang Diệp Bắc Minh. Chạy thẳng qua đó, chồng tôi ở đâu thì tôi ở đói mọi người cau mày. Căn cốt màu trắng trên người Diệp Bắc Minh hiện ra hơi nhức mắt. Diệp Bắc Minh, đừng làm hỏng cơ duyên của người tai Thương Ti Cầm cau mày, cô gái này vốn là căn cốt màu đỏ, đã bị cậu hủy rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn hủy cả tương lai của cô ta sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn Chu Nhược Giai, Nhược Giai, em muốn gia nhập vào tông môn nào? Thần cung lục đạo cũng rất được, thương tiền bối cho người ta cảm giác thân thiện, Chu Nhược Giai suy nghĩ một lúc, trả lời. Đại diện của các thế lực khác hơi nóng ruột, đều đưa ra điều kiện lớn hơn. Thương Ti Cầm khế cười một tiếng, những lợi ích mà họ nói, thần cung lục đạo đều có thể cho cô. Lập tức tất cả mọi người đều im miệng. Tiếp tục nói nữa, chẳng phải là giúp thần cung lục đạo tranh người sao? Cô Chu, nói như vậy là cô muốn gia nhập thần cung lục đạo phải không? Thương Ti Cầm vội vã hỏi. Tìm được một thiên tài căn cốt màu tím cho tông môn, bà ta cũng là công thần. Nói không chừng sau này Chu Nhược Giai còn là chỗ dựa của bà ta đấy. Chu Nhược Giai gật đầu, tôi có thể gia nhập thần cung lục đạo, có điều các người phải đưa cả chồng tôi đi. Cái gì? Nụ cười của Thương Ti Cầm cứng lại, cau chặt mày, cậu A chỉ có căn cốt màu trắng, theo quy tắc. Vậy tôi cũng không đi. Chu Nhược Giai quả quyết lắc đầu. Việc này, Thương Ti Cầm nóng ruột, nhìn sang Diệp Bắc Minh, cậu không khuyên cô ta đi. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một với cô ấy. Diệp Bắc Minh thầm suy nghĩ. Lý do anh tiến vào thần giới. Thứ nhất, tìm kiếm Đông Phương Xá Nguyệt và con gái vừa ra đời. Thứ hai, mấy sư tỷ hình như cũng tiến vào thần giới. Thứ ba, Vạn Thần Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho anh. Sau khi suy nghĩ ba điều, Diệp Bắc Minh nhìn Thương Ti Cầm, Thương Tiền Bối, nếu Nhược Giai gia nhập thần cung lục đạo, Vạn Thần Tông có thể ra tay với cô ấy không? Hừ, Thương Ti Cầm hừ một tiếng, thân phận của Lâm Trọng Sơn và Lục Duệ và tôi gần như nhau, chỉ là trưởng lão bình thường của Vạn Thần Tông thôi. Nói cách khác, vì cô Chu, thần cung lục đạo tôi có thể trực tiếp trở mặt với Vạn Thần Tông. Hiểu không? Lời vừa được nói ra, các võ giả khác không hẹn mà cùng nhìn Chu Nhược Giai một cái sâu sắc. Cũng thật có sức nặng quá. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn Chu Nhược Giai, Nhược Giai, gia nhập thần cung lục đạo đi. Ông xã, thế anh có đi cùng em không? Chu Nhược Giai gật đầu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh không đi đâu, anh đến thần giới còn có chút chuyện cần làm, hơn nữa đã đồng ý với người khác lựa chọn gia tộc của cô ta rồi. Trong đám đông, Ngư Thất Tình khẽ rung động. Ông xã, em không thể chia tách anh, Chu Nhược Giai cúi đầu. Diệp Bắc Minh an ủi nói, đừng sợ, đợi anh làm xong việc thì đến tìm em. Em ở thần cung lục đạo tu võ chăm chỉ, nói không chừng đến lúc đó ông xã còn cần em bảo vệ đấy. Đôi mắt của Chu Nhược Giai đỏ bừng, không ngừng gật đầu, được được, em nhất định tu võ chăm chỉ. Diệp Bắc Minh xoa đầu cô. Các thế lực khác thấy Chu Nhược Giai đã gia nhập thần cung lục đạo, chỉ đành từ bỏ. Sau đó, mỗi bên tự chọn người. Long Khuynh Vũ được Độn Thế Thần Tông chọn, lúc rời đi, đôi mắt rưng rưng, cậu Diệp, chúng ta gặp lại ở thần giới. Được, Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Hầu tử được Thất Tinh Các chọn, anh Diệp, lần sau anh gặp tôi sẽ khiến anh ngạc nhiên.
nhưng đừng để tôi thấy anh bị người khác ức hiếp. Diệp Bắc Minh cười vui vẻ. Vãi, tôi sẽ không để người khác ức hiếp nữa, hầu tử vung nắm đấm hét lớn. Cũng như vậy, Nguyễn Thanh Từ gia nhập Thất Tinh Tông với thiên phú màu vàng. Ánh mắt của cô ta vẫn luôn chừng nhìn Diệp Bắc Minh, rời đi mà hơi tức giận, lưu luyến. Diệp Phi Ni đi đến, trên đầu cũng là thiên phú màu vàng, cậu Diệp, nhà họ Diệp chỉ có một mình tôi được chọn, có duyên thì gặp lại ở thần giới nhé. Được, Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Điều khiến người ta bất ngờ là Lê Mộng Ly cũng là thiên phú màu vàng. Cô ta với mái tóc màu đỏ máu đã gia nhập Trấn Hồn Tông của Ngụy Vô Nhai. Sau khi lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, rồi rời đi với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, vừa nãy cánh cửa truyền tống thông đến thần giới liên tục mở ra, thần niệm của bản tháp nhân cơ hội tìm kiếm 1/10 gần thần giới. Vừa hay, đã tìm được tung tích của Đông Phương Xá Nguyệt và con gái của cậu. Trùng hợp hơn là, mấy sư tỷ của cậu cũng ở đó. Cái gì, họ đang ở đâu, Diệp Bắc Minh liền kích động. Tự nhìn đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, hai người ý thức cộng hưởng. Một cảnh lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, u tối, ẩm ướt, giống như một khu ổ chuột. Trong một căn phòng chưa đến 10 mét vuông, một cô bé trắng ngần ôm một cái bát vỡ, đang ăn ngấu ăn nghiến. Một người phụ nữ bên cạnh nhìn cô bé với vẻ mặt đầy yêu thương, Nặc Nhi, ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Người phụ nữ chính là Đông Phương Xá Nguyệt. Cô bé bên cạnh có phần giữa đôi lông mày rất giống với Diệp Bắc Minh, hơi thất vọng nhìn Đông Phương Xá Nguyệt một cái, mẹ, con ăn no rồi. Vừa nói xong, trong bụng cô bé phát ra tiếng ỏng ọc. Cô bé hiểu chuyện ôm bụng, bụng đừng kêu nữa, Nặc Nhi không đói nữa. Một năm nay, Diệp Nặc trưởng thành với tốc độ rất nhanh. Tuy chỉ một tuổi, nhưng ăn vô cùng nhiều. Hơn nữa cô bé không phải ăn đồ ăn bình thường, mà là các loại dược liệu nghiền thành bột thuốc. Đông Phương Xá Nguyệt từng muốn bón sữa, nhưng Diệp Nặc vừa uống sữa mẹ, cảnh giới và lực sinh mệnh của cô ta liền tiêu hao điên cuồng. Một khi tiểu Diệp Nặc đối bụng thì sẽ ngất xỉu. Từng có một lần Diệp lần đói ngất đi, mấy ngày liền cũng không tỉnh lại. Thực sự sợ muốn chết. Mấy vị sư tỷ liền đi khắp nơi tìm đồ ăn cho Diệp Nặc. Chỉ là, cảnh giới của họ quá thấp, rất khó sinh tồn ở thần giới. Đông Phương Xá Nguyệt xót xa, Nặc Nhị, là mẹ vô dụng. Ngay cả cho con ăn một bữa no cũng không làm được. Khóe mắt hơi ướt. Tiểu Diệp Nặc nở nụ cười ngây thơ, đưa tay lau nước mắt của Đông Phương Xá Nguyệt. Mẹ đừng khóc, Nặc Nhi không đói nữa. Mẹ, Nặc Nhi buồn ngủ quá. Nói xong, đôi mắt to chớp chớp. Thấy sắp ngất đi. Đông Phương Xá Nguyệt kinh hãi, Nặc Nhi, đừng ngủi. Không màng đến tình trạng sức khỏe của mình, vội vàng bón sữa cho Diệp Nặc. Tiểu Diệp Nặc ti sữa theo bản năng hai cái, Đông Phương Xá Nguyệt liền ngất xỉu. Hu hu hu, mẹ làm sao thế? Mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ không cần Nặc Nhi nữa phải không? Mẹ Tiểu Diệp Nặc giật lắc Đông Phương Xá Nguyệt nằm ngã dưới đất. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng, sống mũi cay cay. Không ngờ con gái ở thần giới khổ sở như vậy. Một tiếng trầm bức vang lên, căn phòng tối tăm chưa đến 10 mét vuông bị đạp mở. Mấy người đàn ông đi vào. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cau mày, mẹ kiếp, chết rồi. Thật xui xẻo. Một gã đàn ông râu cá chê ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Xá Nguyệt, thăm dò hơi thở của cô ta, chủ nhân, cô A còn có chút hơi thở, có lẽ không sống được bao lâu. Đừng, mẹ đừng chết, con sẽ đi tìm mấy cô cứu mẹ. Diệp Mặc Hòa khóc lớn. Trên người tỏa ra hào quang. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, lại bế Đông Phương Xá Nguyệt đi ra khỏi phòng. Đợi đã. Người đàn ông trung niên chặn Diệp Nặc, bé con, bây giờ mày tìm người cứu mẹ mày cũng muộn rồi. Hay là chúng ta làm giao dịch, thế nào? Tao có cách cứu mẹ mày. Diệp Nặc đỏ đôi mắt, ngây thơ nhìn người đàn ông trung niên, chú thực sự có cách ư? Đương nhiên rồi. Người đàn ông trung niên nở nụ cười đắc ý. Vừa giơ tay. Lòng bàn tay có thêm một viên đan dược màu đỏ. Vật này là đan hộ tâm, có thể bảo vệ chút hơi thở cuối cùng mẹ mày. Có điều, tao cần mày đưa một số thứ để trao đổi. Diệp Nặc điên cuồng gật cái đầu nhỏ, tôi đổi. Tao muốn máu của mày cũng được, người đàn ông trung niên nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần có thể cứu được mẹ, Nặc Nhi đồng ý, Diệp Nặc trả lời. Được,
Người đàn ông trung niên ném ra một con dao ra, rồi đưa cho Diệp Nặc một cái bình ngọc to bằng lòng bàn tay, chỉ cần mày chút máu tươi đầy cái bình ngọc này, tao sẽ cứu mẹ của mày. Vãi, Nặc Nhi, đừng! Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Trên đài phong thần, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh nhắm mắt, một hàng nước mắt trào ran. Hai tay nắm chặt nắm đấm, năm ngón tay vang lên răng rắc. Không trung trên đỉnh đầu có một luồng huyết giang ngưng tụt. Anh Diệp, anh làm sao thế? Ngư Thất Tình tỏ vẻ mặt kỳ lạ. Trong hình ảnh trong đầu, Diệp Nặc cầm con dao, trực tiếp cứ cổ tay. Máu tươi chảy ra. Ru. Một tiếng rồng gầm vang lên, trong căn phòng vốn tối tăm ẩm ướt. Lập tức hào quang vạn trượng, người đàn ông trung niên hiện ánh mắt rực lửa, vẻ mặt kích động nuốt nước miếng, quả nhiên là máu quý. Căn cốt của con bé này không đơn giản. Bé con, cho thêm vài giọt đi, mày sắp cứu được mẹ mày rồi. Chú à, sao chiếc bình này vẫn chưa đầy, khuôn mặt nhỏ của Diệp Nặc tái nhợt. Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, cho dù như vậy, cô bé vẫn cố gắng gượng, không ngừng chút máu tươi vào trong bình ngọc. Đương nhiên ông ta sẽ không nói, bình ngọc này nhìn có vẻ không to. Thực ra bên trong có càn khôn. Cho dù Diệp Nặc chảy cạn máu, cũng không thể nào chút đầy bình. Sắp rồi, sắp rồi. Nhóc con tiếp tục đi, ôn ta nói như mê hoặc, mẹ của mày sắp được cứu sống rồi. Chẳng lẽ mày không muốn viên đan dược này sao? Được, Diệp Nặc gật đầu. Nặc Nhi, đừng, mau dừng lại, Diệp Bắc Minh gầm lên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, trong cơ thể Diệp Nặc không chảy ra giọt máu tươi nào nữa. Vẫn chưa đầy bình ngọc. Chú à, Nặc Nhi hết máu rồi. Cầu xin chú cứu mẹ, Diệp Nặc ngẩng đầu. Trong đôi mắt vốn ngây thơ rạng rỡ, toàn là tia máu và cầu xin. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, hết cách rồi, chúng ta đã nói là phải làm đầy bình ngọc. Mày không chút đầy được, tao không thể cứu mẹ của mày. Nói xong, ông ta liền cất đan hộ tâm màu đỏ đi. Rồi cầm bình ngọc, quay người bỏ đi. Đừng! Diệp Nặc kêu thảm một tiếng, xông lên ôm lấy chân của người đàn ông trung niên, cứu mẹ tôi đi. Cút ra, con bé chết tiệt. Người đàn ông trung niên đá bay Diệp Nặc, phập một tiếng va lên bức tường ẩm ướt. Mấy người quay người định bỏ đi. Diệp Nặc lại bò lên, tóm lấy mắt cá chân của ông ta, chú à, tôi cầu xin chú cứu mẹ tôi. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ mặt kỳ lạ, con bé chết tiệt này đã chảy cạn máu tươi, lại có thể trụ được lâu như vậy. Tiếc là con bé này chưa đến 6 tuổi, không thể kiểm tra căn cốt của nó. Nếu không tao thực sự muốn xem, rốt cuộc nó có căn cốt gì. He he, chủ nhân, tôi có một cách, tên dâu cá chê bên cạnh cười. Người đàn ông trung niên nhìn hắn, cách gì? Tên dâu cá chê cười nói, lực sinh mệnh của nó mạnh mẽ như vậy. Hay là đưa nó về đào tạo thành một huyết nô. Trước khi nó 6 tuổi, chúng ta có thể lấy máu quý trong cơ thể của nó không giới hạn. Đợi sau khi nó được 6 tuổi, rồi lại thử căn cốt. Nếu căn cốt nghịch thiên, không chừng có thể trở thành lư đỉnh của mấy cậu ấm gia tộc đấy. Ha ha ha! Người đàn ông trung niên cười lớn, vỗ vai của tên dâu cá chê, vẫn là tên nhóc mày lắm quỷ kế, làm vậy đi. Tên dâu cá chê lập tức tiến lên. Tóm lấy Diệp Nặc. Hu hu, đừng, cầu xin các người cứu mẹ tôi. Nhóc con, đừng khóc nữa, mẹ này đã chết rồi. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, Đoạn Bắc Minh ao nhắc mày một câu. Mạng người là thứ không đáng tiền nhất trong thành vạn tượng. Rồi quay người đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa. Diệp Nặc tuyệt vọng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, suy sụp đưa bàn tay ra, mẹ. Đừng bỏ lại con. Mẹ, mẹ đừng chết. Hù hưu. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân Diệp Bắc Minh run lên. Trên trán nổi gân xanh, trái tim đập mạnh điên cuồng. Đôi mắt đỏ bừng gầm lên, vãi. Đáng chết. Bỗng nhiên. Hình ảnh biến mất, tất cả dừng lại. Vãi, Tiểu Tháp, tại sao phải cắt mất hình ảnh? Diệp Bắc Minh gầm thét lên như thú hoang, con gái. Con gái của tôi đâu? Tiếp tục cộng hưởng ý thức cho tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, cậu nhóc. Cậu bình tĩnh chút, cậu xem cậu kìa. Sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Lúc này, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng đầy tia máu, không trung trên đỉnh đầu ngưng tụ một tầng mây máu. Trong không khí xung quanh tràn đầy khí tức chết chóc.
những đại diện của các thế lực chưa rời đi trên đài phong thần toàn bộ đều nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kỳ lạ. Ông muốn tôi phải bình tĩnh thế nào? Bây giờ tôi hận không thể lập tức xông đến trước hai mẹ con họ, Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời thét dài. Liền sau đó, anh nhìn sang mọi người của các thế lực thần giới với ánh mắt đầy tia máu. Bất luận các người có thân phận gì, là yêu. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ai có thể đưa tôi đến thành vạn tượng của thần giới, thì chính là ân nhân của Diệp Bắc Minh. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Diệp Bắc Minh nghiêm trọng như vậy. Tất cả nhỏ tiếng bàn tán xôn xao, thành vạn tượng. Hắn đến đó làm gì? Thành vạn tượng hội tụ đủ mọi thứ trên đời, chẳng phải là khu ổ chuột của thần giới chúng ta sao? Ở đó thiếu thốn tài. Nguyên, bẩn thỉu. Những võ giả lén vượt đến thần giới, không có thân phận đều ở thành vạn tượng. Diệp Bắc Minh muốn đến đó làm gì? Nhìn hắn, hình như rất gấp. Chẳng lẽ ở thành vạn tượng có người hắn quen? Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, không ai chịu giúp hả? Toàn bộ mọi người sửng sốt. Diệp Bắc Minh đã đắc tội với vạn thần tông, tuy anh có xương chí tôn. Nhưng theo mọi người thấy, cuối cùng Diệp Bắc Minh vẫn khó thoát cái chết. Vì một người chết mà đắc tội với vạn thần tông, không có lợi. Vậy nên, tất cả mọi người yên lặng nhìn Diệp Bắc Minh. Ngư Thất Tình thấy vậy, đang định lên tiếng, anh Diệp, nhà họ Ngư đồng ý. Thất Tình, con đang làm gì hả? Ngư Chính Dương gầm lên một tiếng, ngăn con gái. Ngư Thất Tình giải thích, bố, anh Diệp có vẻ rất gấp. Anh ta đến thành vạn tượng chắc chắn có việc quan trọng, quan hệ giữa con và anh Diệp khá tốt. Đưa anh ta đến thành vạn tượng chỉ là chuyện nhỏ, con. Con im đi. Ngư Chính Dương lớn tiếng quát, thành vạn tượng là khu ổ chuột của thần giới, còn là thiên đường của kẻ lén lút vượt biên. Những kẻ không tham gia thần giáng tuyển chọn ở hạ giới, tất cả cá rồng lẫn lộn đều ở trong thành vạn tượng. Chắc chắn tên nhóc này được biết thành vạn tượng có thể che chở những kẻ lén lút đi lên, cậu ta lại đắc tội với vạn thần tông, biết chúng ta sẽ không cho cậu ta gia nhập thế lực của mình. Nói đến đây, Ngư Chính Dương dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Bắc Minh, hừ. Cho nên, lão phu đoán cậu ta cố ý làm ra vẻ sốt sắng gấp gáp như vậy. Mục đích là lừa lấy lòng tin của chúng ta, một khi cậu ta tiến vào thành vạn tượng thì cũng sẽ không ra nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thành đồng bọn giúp cậu ta lén đến thần giới. Đến lúc đó vạn thần tông gây áp lực, con gánh nổi không? Những lời này, không chỉ là nói cho con gái Ngư Thất Tình nghèo, mà còn là nói cho những người khác có mặt nghèo. Chỉ cần không ai chịu đắc tội với vạn thần tông giúp đỡ Diệp Bắc Minh không thể tiến vào thần giới. Diệp Bắc Minh không thể tiến vào thần giới, cũng không thể có được thanh kiếm đó, không uy hiếp được đến nhà họ Ngư. Ngư Thất Tình sốt ruột, bố, anh Diệp không phải loại người đó. Bốp, Ngư Chính Dương tất cô ta một cái, con làm phản hả, ăn nói với bố như vậy. Quay về cấm túc 100 năm, không được bố cho phép, thì không được ra. Bối, Ngư Thất Tình ôm mặt, vô cùng ấm ức. Đúng lúc mọi người nghĩ sẽ không ai giúp Diệp Bắc Minh, thì một giọng nói vang lên, anh Diệp, nhà họ Vương tôi đồng ý giúp anh. Soạt. Tất cả mọi người gần như cùng quay đầu, ánh mắt nhìn lên một cô gái. Vương Yên Nhi, Vương Nguyên tỏ vẻ mặt quái dị, chị. Vương Tư Đạo ở bên cạnh cau mày, Yên Nhi, con làm sao thế? Nén thấp giọng, như vậy coi như là đắc tội với vạn thần tông, có đáng không? Vương Yên Nhi lắc đầu, tỏ vẻ mặt nghiêm túc trả lời, bố, quan hệ giữa vạn thần tông và nhà họ Vương vốn không tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng nhìn rõ đầu đuôi sự việc. Nếu không phải là vạn thần tông ức hiếp anh Diệp sẽ điên cuồng báo thù như vậy sao? Giờ đây, bố cũng biết tình hình của nhà họ Vương, anh Diệp lại có xương chí tôn. Nhưng, Vương Tư Đạo cau mày. Bố tin con không, ánh mắt Vương Yên Nhi nghiêm lại. Vương Tư Đạo ngẩn người một lúc, trước nay chưa từng thấy con gái như vậy. Ông ta cũng ngưng trọng gật đầu với con gái, được, con quyết định chuyện này đi. Vương Yên Nhi quay người nhìn sang Diệp Bắc Minh, anh Diệp, nhà họ Vương đồng ý giúp An Hy. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh vui mừng, chắp tay bái lễ. Vương Yên Nhi ngưng trọng, anh Diệp, chúng ta lễ trước binh xô. Nhà họ Vương có thể giúp anh Diệp lần này, nhưng sau này nếu nhà họ Vương cần đến anh Diệp. Cô ta còn chưa nói hết,
Diệp Bắc Minh đã cướp lời, chỉ cần Diệp Bắc Minh tôi còn sống ngày nào, thì sẽ không có bất kỳ ai có thể uy hiếp nhà họ Vương. Nếu Diệp Bắc Minh tôi đứng vững ở thân giới, chắc chắn sẽ cho nhà họ Vương một căn cơ vạn thế. Hùng hồn mạnh mẽ, trịnh trọng phí khách, âm ầm. Trên đài phong thần sấm sét âm ầm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, kinh sợ nhìn sấm chớp đột ngột xuất hiện. Vừa thốt ra thành lời thề, Ngư Thất Tình há cái miệng, không thốt ra lời. Không biết qua bao lâu mới không nhịn được cười khổ một tiếng, bố, có lẽ chúng ta đã bỏ qua một cơ hội to lớn. Ngư Chính Dương tỏ vẻ mặt khinh thương, hừ, một khi Vạn Thần Tông ra tay đối phó cậu Tiêu. Cho dù cậu ta trốn ở thành Vạn Tượng cũng sẽ chết chắc, còn cơ hội. Bố thấy nhà họ Vương đang chuốc họa vào thân đấy. Vương Yên Nhi nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Không nhiều lời. Liền sau đó, cô ta trực tiếp giơ tay tạo ra một truyền tống trận vị diệt, Diệp Bắc Minh không hề do dự bước vào trong. Khoảnh khắc đi qua truyền tống trận. Diệp Bắc Minh giống như một con cá, xông vào biển lớn bao lan. Pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Năng lượng trời đất càng thêm tinh túy. Các loại khí tức khác với huyền giới ập đến. Diệp Bắc Minh không kịp cảm nhận. Nhìn xung quanh, mình đang ở trên một quảng trường rộng lớn. Rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn qua, rất nhanh lại bình thường trở lại một tên vượt biên. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến ánh mắt mọi người, tiểu tháp, lập tức truy tìm khí tức của Đông Phương Xá Nguyệt và Nặc Nhi cho tôi. Đông Phương Xá Nguyệt, tôi không cho phép cô chết. Cậu nhóc, tìm được rồi, đi về phía tây. Một người một tháp cộng hưởng ý thức. Trước mặt Diệp Bắc Minh xuất hiện một con ngõ tối tăm, chính là khu ổ chuột nơi mà Đông Phương Xá Nguyệt ở. Đông Phương Xá Nguyệt, đợi tôi. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, giống như ngôi sao đi về hướng Đông Phương Xá Nguyệt. Vô số võ giả trong thành Vạn Tượng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn sang Diệp Bắc Minh. Vừa xông ra mấy trăm mét, mười mấy bóng hình trên không ép về phía Diệp Bắc Minh hy. Một người đàn ông mặc chiến giáp quát lên, hỗn xược, trong thành Vạn Tượng cấm bay trên không, không ai được bay hết. Cậu thật to gan, lại dám mặc kệ lệnh cấm của thành Vạn Tượng. Còn không đáp xuống. Diệp Bắc Minh đỏ bừng đôi mắt, không hề có ý dừng lại. Muốn chết hả? Người đàn ông hạ lệnh một tiếng, bắt lấy, bất luận sống chết. Mười mấy bóng hình cùng xông về phía Diệp Bắc Minh hy cút. Diệp Bắc Minh lo lắng cho an nguy của Đông Phương Xá Nguyệt, tay trái Chí Tôn đánh ra một quyền. Ru! Tiếng rồng gầm vang lên, một con long huyết bùng phát. Phập, phập, phập. Mười mấy người xông đến lập tức nổ tung, hóa thành xương máu. Người đàn ông mặc chiến giáp cùng bay ngược ra, chiến giáp nổ tung, ngã mạnh xuống đất như chó chết. Kinh hãi nhìn theo bóng hình của Diệp Bắc Minh rời đi, hắn là ai? Ảnh Thuấn, Ảnh Thuấn, Ảnh Thuấn. Diệp Bắc Minh không ngừng gầm lên, điên cuồng sử dụng Ảnh Thuấn. Cuối cùng chạy đến bên ngoài căn nhà cũ kỹ của Đông Phương Xá Nguyệt, trực tiếp xông vào. Chỉ thấy Đông Phương Xá Nguyệt nằm dưới đất, khuôn mắt trắng bệch. Cơ thể gầy trơ xương, không nhìn ra vẻ phong nhã tài hoa ban đầu, gần như không còn khí tức sinh mệnh. Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh đôi mắt đỏ bừng, bước lên ôm lấy Đông Phương Xá Nguyệt. Một lúc lấy ra vô số đan dược trị thương, nhét vào trong miệng Đông Phương Xá Nguyệt như không cần tiền. Đồng thời, quỷ môn thập tam châm không ngừng cắm xuống, giữ hơi thở cuối cùng cho cô tan. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Xá Nguyệt dần tỉnh lại. Mở đôi mắt đẹp ngẩn người. Sau đó, oà khóc lớn, hu hu hu, không nghĩ sẽ được gặp lại anh ở đây, sao anh cũng chết vậy? Sao anh có thể chết chứ? Con gái của chúng ta phải làm thế nào đây? Hu hu hiu, cô ta nghĩ mình đã chết, gặp được Diệp Bắc Minh ở địa phủ. Diệp Bắc Minh cay sống mũi, Đông Phương Xá Nguyệt, tôi chưa chết, cô cũng chưa chết. Tôi chưa chết, Đông Phương Xá Nguyệt ngẩn người, nhìn xung quanh, quả nhiên, cô ta vẫn ở khu ổ chuột của thành Vạn Tượng. Lập tức phản ứng lại, tóm lấy tay của Diệp Bắc Minh, cứu. Cứu Nặc Nhi, mau đi cứu Nặc Nhi. Diệp Bắc Minh gật đầu, bây giờ tôi đưa cô đi ngay. Yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tất cả sẽ không sao. Một câu nói này khiến Đông Phương Xá Nguyệt không ngừng rơi nước mắt, cô ta gật đầu mạnh. Diệp Bắc Minh không nhiều lời. Cống Đông Phương Xá Nguyệt lên, đi ra ngoài phòng. Tiếng bước chân vang lên, ba ông lão đi đến với sắc mặt lạnh lùng, chính cậu đã phớt lờ lệnh cấm bay trên không của thành Vạn Tượng,
hơn nữa còn giết mười mấy hộ vệ tuần tra phải không? Cậu là ai? Lệnh bài thân phận ở đâu? Phía sau ba ông lão là hàng chục hộ vệ mặc chiến giáp. Người nào cũng từ cảnh giới chân thần trở lên. Lúc nhìn thấy đám người này, Diệp Bắc Minh cảm thấy Đông Phương Xá Nguyệt bỗng ôm chặt anh theo bản năng. Tim đập nhanh hơn mấy phần. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, tôi không có lệnh bài thân phận, cũng không có thời gian lãng phí với các người. Tránh ra. Trực tiếp đi ra ngoài. Một ông lão ba mắt tiến lên một bước chặn Diệp Bắc Minh, không có lệnh bài thân phận. Nói như vậy cậu là kẻ lén vượt biên vừa vào thần giới. Vừa vào thần giới đã dám giết hộ vệ tuần tra bừa bãi, còn dám ăn nói với chúng tôi như vậy. Cậu thanh niên, bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo chúng tôi về, chúng tôi sẽ cho cậu một kết quả xử lý công bằng. Thứ hai, chết. Diệp Bắc Minh chẳng thèm đáp lời, định trực tiếp rời đi. Ông lão ba mắt nổi giận, bàn tay khô khốc trực tiếp tóm về phía cổ của Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu đã muốn chết thì lão phu cho cậu toại nguyện. Phập, đúng lúc ông ta sắp chạm vào Diệp Bắc Minh, một chưởng ập đến. Cả người ông lão ba mắt bay đi, hóa thành một làn xương máu trong không trung. Cảnh này khiến những người còn lại sợ phải lùi lại. Người nào cũng mở to con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn thấy ma. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý đến phản ứng của đám người, cõng Đông Phương Xá Nguyệt đi lướt cùa. Mau đuổi theo. Một ông lão quát nói. Ông lão bên cạnh lắc đầu, còn đuổi cái gì? Cậu ta là kẻ vượt biên cao cấp, chúng ta không thể ngăn được. Thành chủ không có ở trong thành, bây giờ tất cả mọi việc trong thành do công tử quản lý. Lập tức thông báo cho công tử. Lầu Vạn Hoa, nơi phong hoa tuyết nguyệt lớn nhất thành Vạn Tượng. Trên sân khấu của trung tâm đại điện, mấy cô gái tuyệt sắc đang nhảy múa ồ. Dưới sân khấu, một thanh niên áo tím không thể rời mắt. Nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện bảy cô gái đang múa trên sân khấu chính là bảy vị sư tỷ của anh. Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu, Khương Tử Cơ, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, Thiên Nhận Băng. Công tử Độc Cô, bảy cô gái này là bảy hoa khôi hàng đầu của Lầu Vạn Hoan. Em toi người cùng tuổi với thanh niên áo tím cười nói, nếu không phải hôm nay công tử Độc Cô đến thành Vạn Tượng làm khách, những người khác cũng không có cơ hội nhìn thấy bảy cô gái này cũng xuất hiện. Độc Cô Vấn Thiên gật đầu, rất tốt, người nào cũng tuyệt sắc. Tuy giả bộ điềm tĩnh, nhưng vẻ rực lửa không thể che giấu sâu trong đôi mắt đã bán đứng hắn. Nếu công tử Độc Cô thích, tôi sẽ làm chủ tặng bảy cô gái này cho anh, Tiêu Một cười. Còn bổ sung một câu, tôi biết công tử Độc Cô thích hàng nguyên vẹn, bảy cô gái này đều là thân trong trắng. Độc Cô Vấn Thiên cũng không kiềm chế được ngọn lửa trong mắt. Quay đầu nhìn Tiêu Ngột, cười, được. Độc Cô Vấn Thiên hài lòng khen một câu, Tiêu Ngột, anh muốn gì? Nói đi. Tiêu Ngột mừng thầm trong lòng, cuối cùng cơ hội cũng đến rồi. Mình đợi ngày này quá lâu rồi. Nếu không phải vì thử thách chư thần, mình đã sớm hưởng thụ bảy cô gái tuyệt sắc này rồi. Vãi, lợi cho Độc Cô Vấn Thiên mày rồi, nếu không phải bố của mày là Độc Cô Thần Hoàng của Điện Thần Hoàng, tao có cần nịnh bợ mày vậy không? Nghĩ đến đây. Công tử Độc Cô, tôi muốn tham gia thử thách chư thần. Tiêu Ngột vừa nói, vừa xoa tay. Độc Cô Vấn Thiên trực tiếp gật đầu, được, bản công tử đồng ý cho cậu một suất. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn công tử Độc Cô, Tiêu Ngột kích động đến toàn thân run lên, con mắt không ngừng co giật. Thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước Độc Cô Vấn Thiên. Một khi có được thứ bậc trong thử thách chư trần thì có thể gia nhập Điện Thần Hoàng. Tiến vào Điện Thần Hoàng, tương lai vô hạn. Bảy người các cô đừng muốn nữa, xuống đây kính công tử Độc Cô một ly cho tôi, Tiêu Ngột quát nói. Trên sân khấu, bảy sư tỷ dừng lại, khẽ ế cau mày. Thiên Nhận Băng nói với giọng lạnh lùng, cậu Tiêu, ban đầu đã nói rõ rồi. Bảy chúng tôi chỉ bán nghệ. Những việc khác không cần làm. Lời vừa được nói ra, sắc mặt của Tiêu Ngột tối sầm lại. Có chút khó coi. Độc Cô Vấn Thiên khẽ cười một tiếng, Tiêu Ngột, xem ra anh vẫn chưa dạy bảo tốt bọn họ. Vậy mà đã vội tặng cho tôi rồi. Công tử Độc Cô, tôi. Tiêu Ngột có chút nóng ruột, hầm hầm chừng nhìn bảy người một cái. Rất muốn giết người, không ngờ. Độc Cô Vấn Thiên cười, vừa hay. Bản công tử giỏi nhất là dạy bảo người khác. Cô đấy, xuống đây, cởi giày cho bản công tử. Chỉ vào Thiên Nhận Băng, đúng rồi,
dùng miệng của cô. Trong lúc đó, nhà họ Đoạn, thành Vạn Tượng. Trong phòng luyện đan, Đoạn Bắc Minh và mấy ông lão đang bàn luận với vẻ mặt kích động, máu quý, quả nhiên là máu quý. Cô bé này có lai lịch thế nào? Dùng máu của nó luyện đan, lại có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Vậy thì cũng thôi đi, lão phu chỉ thêm mấy giọt vào trong lò đan, đã nâng cao chất lượng của đan dược. Toàn thân cô bé này đều quý giá. Vừa dứt lời, xoạt. Mấy người cùng quay đầu, đôi mắt đỏ bừng như thú hoang. Nhìn chăm chăm Tiểu Diệp Nặc đang nằm cuộn tròn dưới mặt đất băng lạnh. Mẹ, mẹ, Nặc Nhi đói quá, lạnh quá. Một ông lão mặt dỗ cau mày nói, mạng của con bé này thật lớn, máu chảy cạn rồi vẫn sống được. Lực sinh mệnh kiên cường, chính là biểu hiện của thể chất nghịch thiên. Một ông lão một mắt khác vui mừng nói, mau để nó ký khế ước máu với nhà họ Đoạn chúng ta đi. Chỉ cần để nó trở thành huyết nô của nhà họ Đoạn, máu của nó, chúng ta lấy không hết, dùng không cạn. Nó sống một ngày, nhà họ Đoạn chúng ta sẽ được cung cấp máu quý liên tục không ngừng. Sau này luyện máu quý của nó, còn có thể cải thiện thiên phú của con cháu nhà họ Đoạn chúng ta. Thậm chí, cho nó kết hợp với con cháu nhà họ Đoạn. Ông lão một mắt nói xong, càng lúc càng hưng phấn. Vậy còn đợi gì nữa? Mau cho nó ký khế ước máu linh hồn đi. Mấy người thúc giục, được. Ông lão mặt rõ gật đầu, bước một bước đến trước Diệp Nặc, nhóc con, cháu muốn cứu mẹ cháu không? Diệp Nặc khó khăn mở đôi mắt, trong con người đều là nỗi sợ, là các người đã hại mẹ tôi chết rồi, hu hu hun. Nhóc con, mẹ cháu vẫn sống lành lặn đấy. Ông lão mặt rỗ nở nụ cười hiền từ, chúng ta đã cứu mẹ của cháu, nhưng nếu cháu muốn gặp mẹ thì nhất định phải làm theo lời của chúng ta. Cháu có nghe lời không? Diệp Nặc liên tục gật đầu, nghe lời, Nặc Nhi nghe lời nhất. Được. Ông lão mặt gió cười nhẹ một tiếng, chỉ cần cháu đồng ý ký khế ước máu linh hồn với nhà họ Đoạn. Chúng ta sẽ cho cháu gặp mẹ, hơn nữa cháu sẽ có đồ ngon ăn không hết. Thật không? Được. Nặc Nhi muốn gặp mẹ, Diệp Nặc ngoan ngoãn đến khiến người ta thương xót. Cô bé mở to đôi mắt, mẹ, sau này không cần chịu đói nữa, mẹ vì Nặc Nhi mà nhường hết cho Nặc Nhi rồi. Ông à, cảm ơn ông. Ông lão mặt rõ gật đầu, bé ngoan, bây giờ làm theo lời ông nói. Vâng vâng, được, Diệp Nặc ngoan ngoãn gật đầu. Ông lão mặt rỗ căn đầu lưỡi, vẽ ra một lá bùa màu máu trong hư không. Cuối cùng điểm chỉ ngón tay, khế ước máu hình thành. Vừa giơ tay ném ra một con dao băng lạnh, choang, một tiếng rơi xuống bên cạnh Diệp Nặc. Nhóc con, lấy ra một giọt máu. Chỉ cần hoàn thành khế ước máu. Cháu có thể được gặp mẹ cháu rồi. Diệp Nặc vui mừng, thật không? Tốt quá rồi, cầm lấy con dao cứa lên tay. Đợi hồi lâu cũng không có giọt máu nào. Ông lão mặt rõ cau mày, chuyện gì vậy? Sao không có máu? Ôi trời! Đoạn Bắc Minh võ đầu, tôi quên mất, tôi đã rút cạn máu của con bé này rồi. Vậy phải làm thế nào? Ông lão một mắt cau mày. Ông lão mặt rõ lạnh lùng hừ một tiếng, tôi không tin trong cơ thể con bé này không còn một giọt máu nào. Ở tay không có thì tìm chỗ khác. Nói xong, giọng nói sầm xuồng trở nên hung dữ, nhóc con, nếu cháu không cho ra được máu thì mẹ của cháu sẽ chết chắc đấy. À, đừng, Nặc Nhi không muốn mẹ chết. Diệp Nặc nóng ruột đến phát khóc. Khóc cái gì mà khóc? Ông lão mặt rỗ tức giận quát một tiếng, lập tức nhỏ ra một giọt máu cho tai. Được, Nặc Nhi làm ngay, đừng làm hại mẹ cháu, Diệp Nặc run lên. Cầm lấy con dao cứa một đường lên cổ tay lên người. Vết thương nứt ra, không có máu chảy ran máu đâu, chấm mau ra đi. Trên khuôn mắt non nớt của Diệp Nặc tràn đầy lo lắng, rồi lại rạch một đường lên chân. Vẫn không có máu chảy ran. Ông lão mặt rõ lạnh lùng quát, lão phu hết kiên nhãn rồi, mau lên. Nếu không, tao sẽ cho chó hoang ăn thịt mẹ mày. Hu hu hu, đừng làm vậy với mẹ cháu, Diệp Nặc rơi nước mắt. Cầm con dao không ngừng rạch lên người. Xuất, xoẹt, xoẹt. Một lát sau, trên tay, trên chân, lồng ngực, trên vai, sau lưng. Thậm chí trên khuôn mặt non nớt, khắp chỗ đều là vết dao rạch. Mỗi một vết thương đều kinh hãi. Nhưng vẫn không có giọt máu nào chảy ran máu của cô bé đã chảy cạn thật rồi. Diệp Nặc Nhi nóng ruột òa khóc lớn, hu hu hu. Ông à, xin lỗi, Nặc Nhi thực sự không còn máu nữa. Cháu đau quá,
cầu xin ông đừng giết mẹ cháu. Hu hu hu. Vãi. Ông lão mặt dỗ tức giận mắng một tiếng, mẹ kiếp, đồ phế vật, lại không còn đến một giọt máu nào thật. Thôi vậy, ném vào chuồng chó, đợi nó hồi phục hai ngày rồi tính. Ông lão một mắt hơi lo lắng, nó sẽ không chết chứ. Đoạn Bắc Minh cười he he, Lục Thúc yên tâm, lực sinh mệnh của con bé này rất mạnh mẽ. Nó có thể chất đặc biệt, máu tươi chảy cạn cũng không chết. Ở trong chuồng chó mấy ngày cũng không sao. Người đâu, ném nó vào chuồng chó. Đoạn Bắc Minh hạ lệnh một tiếng. Phập, một tiếng vang lên, cánh cửa của phòng luyện đan bị đạp mở. Là ai? Mấy người ông lão mặt rõ, ông lão một mắt, Đoạn Bắc Minh sầm mặt. Một thanh niên cõng một cô gái đứng trước cửa phòng luyện đan, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Nặc. Lúc này, cơ thể hai người cứng đờ, không ngừng run lên. Mẹ của con bé này, cô lại có thể tìm đến đây, Đoạn Bắc Minh hơi ngạc nhiên. Nặc Nhi, Đông Phương Xá Nguyệt nhìn thấy trên người Diệp Nặc đầy vết thương, đôi môi tím ngắt. Trên khuôn mặt còn đọng nước mắt, không ngừng run lập cập, suýt nữa ngất tại chỗ. Diệp Bắc Minh xông đến bên cạnh Diệp Nặc, Nặc Nhi, xin lỗi. Bố đến rồi. Đau lòng đến toàn thân run lên. Lúc này, trên người Diệp Nặc đã đầy vết thương, trong tay vẫn cầm chặt con dao, bố là bố của con ư. Mẹ, đây là bố của con à. Đông Phương Xá Nguyệt ôm chặt con gái, đúng thế, Nặc Nhi. Tốt quá rồi mẹ, con cũng có bố rồi. Diệp Nặc vui mừng cười. Mẹ, Nặc Nhi đói quá, lạnh quá, đau người quá. Nói xong, cái đầu nhỏ bất ngờ ngất xỉu trong lòng Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh cay sống mũi, đau lòng đồng thời trong lòng nổi lên cơn lửa giận ngút trời, đây là con gái của tôi. Các người dám đối xử với con bé như vậy hả? Tuy Đoạn Bắc Minh không biết Diệp Bắc Minh tìm được đến đây bằng cách nào, nhưng nơi này là nhà họ Đoạn. Hắn vốn không sợ, thế thì đã làm sao? Bọn tao không những đối xử với con gái mày như vậy. Ngay cả máu tươi của nó cũng bị bọn tao rút cạn rồi ị. Nói xong, Đoạn Bắc Minh lấy ra chiếc bình ngọc, hô lắc trước mặt Diệp Bắc Minh, máu trong này đều là của con gái mày đấy. Vãi! Diệp Bắc Minh hát hát hoàn toàn nổi khủng, lao đến như thú hoang. Đoạn Bắc Minh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bị Diệp Bắc Minh trực tiếp bóp cổi. Cuối cùng trên khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi, Tứ Thúc, Lục Thúc, cứu tôi. Ông lão mặt dỗ và ông lão một mắt trực tiếp ra tay, nhóc con, dám ra tay ở nhà họ Đoạn. Muốn chết hải. Hai người mau chóng xông đến. Cút. Diệp Bắc Minh vô cùng cuồng bạo, lật tay tấn công ra một quyền. Phập, phập. Hai người bay ngược đi, phun a một ngụm máu tươi, trực tiếp đập xuyên bức tường phòng luyện đan. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một con dao róc xương màu đen. Làm hại con gái tao, nợ máu trả máu. Lăng trì đến chết. Dao róc xương giáng xuống. Đoạn Bắc Minh trực tiếp kêu thảm một tiếng. A, à, mày đang cắt thịt của tao hả? Mày dám? Ông lão mặt dỗ và ông lão một mắt bò dậy, nhìn thấy một cảnh khó quên lúc cuối đời. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh một tay tóm chặt cổ của Đoạn Bắc Minh hy dao róc xương điên cuồng giáng xuống. Xuất, xoẹt ti xoẹt. Mỗi một nhát dao đều mang đi một miếng thịt của Đoạn Bắc Minh. Một lát sau, Đoạn Bắc Minh chỉ còn lại cái đầu lâu, và cả một bộ khung xương hoàn chỉnh. Điều khiến người ta kinh hãi là, tuy Diệp Bắc Minh đã cắt hết máu thịt của Đoạn Bắc Minh, nhưng dây thần kinh trên người hắn lại không bị đứt một cái nào. Đây là khái niệm gì? Cũng có nghĩa là, Đoạn Bắc Minh có thể cảm nhận được nỗi đau mỗi một miếng thịt bị cắt xuống. Suýt, mấy ông lão không hẹn mà cùng hít khí lạnh. Tên nhóc này không những thủ đoạn kinh người, mà cũng nắm vững về cơ thể người đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Đoạn Bắc Minh vẫn sống, cúi đầu nhìn, mình chỉ còn lại một bộ xương trắng. Và cả huyết quản dây thần kinh đáng sợ đó, sợ đến kêu thảm, a, a, an, rốt cuộc mày là người hay quỷ? Làm hại con gái tao, đây là kết cục. Diệp Bắc Minh gầm quát một tiếng, bóp vỡ đầu của Đoạn Bắc Minh hy. Máu tươi bắn ra. Tiểu Tháp. Sử dụng sức mạnh của ông, huyết mạch chú sát cho tôi. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, tôi muốn cho nhà họ Đoạn tuyệt chủng hoàn toàn. Mấy ông lão trong phòng luyện đan còn chưa phản ứng lại, trên người đã bùng lên ngọn lửa. A, à, chuyện gì thế này, lửa, lửa ở đâu rêu? Cứu tôi với. Khắp nơi nhà họ Đoạn vang lên tiếng kêu thảm trầm bổng. Đây là,
Con người của ông lão một mắt co lại. Đừng! Ông lão mặt rõ nhìn ngọn lửa cháy trên lồng ngực, mấy người lập tức hóa thành tro bụi. Lúc này Diệp Bắc Minh mới đến bên cạnh Đông Phương Xá Nguyệt và Diệp Nặc, Nặc Nhi thế nào rồi? Đông Phương Xá Nguyệt làm động tác xuyệt, lắc đầu, Nặc Nhi ngủ rồi. Để tôi xem, Diệp Bắc Minh nói rất khẽ. Đông Phương Xá Nguyệt gật đầu, giao Diệp Nặc cho Diệp Bắc Minh. Nhìn con gái trong lòng, toàn thân đều là vết thương, Diệp Bắc Minh cay sống mũi. Lấy ra một ít bột thuốc, cẩn thận bôi lên người Diệp Nặc. Rồi lại lấy ra đan dược, cẩn thận bón cho Diệp Nặc uống. Được rồi, cũng may đều là vết thương ngoài da, máu mất đi sẽ có thể phục hồi. Diệp Bắc Minh nhìn Đông Phương Xá Nguyệt, ngược lại là cô, tinh khí sinh mệnh tổn thương nghiêm trọng. Cần nghỉ ngơi cho tốt, đúng rồi, sao hai người lại tiến vào thần giới? Các sư tỷ đâu, không phải là nên ở cùng hai người à? Chủ luân hồi đang ở đâu? Đông Phương Xá Nguyệt cắn môi, sư phụ tôi đã chết rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, chủ luân hồi đã chết rồi, đã có chuyện gì? Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, chuyện này nói ra dài lắm, đợi anh gặp được các sư tỷ thì có thể biết tất cả. Trong lầu vạn hoa, Độc Cô Vấn Thiên vừa dứt lời. Đạm Đài Yêu Yêu lập tức nổi giận, anh coi sư tỷ tôi là gì hả? Ha ha! Độc Cô Vấn Thiên cười, lướt nhìn Tiêu Ngột, hình như bọn họ không nghe lời lắm hả? Trong giọng điệu có ý trách móc, Tiêu Ngột sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội giải thích, công tử Độc Cô, anh cho tôi một cơ hội, bây giờ tôi bắt cô ta cởi giày cho anh. Nói xong, bước lên sân khấu. Con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thiên Nhận Băng, còn không mau đi. Thiên Nhận Băng cau mày. Xin lỗi cậu Tiêu, ngày 7 chị em chúng tôi vào lầu vạn hoa đã nói rồi. Chỉ bán nghệ, không bán thân. Tiêu Ngột tức giận, đã ra ngoài bán rồi, còn chú trọng nhiều thế làm gì? Anh! Thiên Nhận Băng dựng ngược lông mày, lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, đã như vậy, chúng tôi rời khỏi lầu vạn hoa là được. Ban đầu đã nói trước, chúng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các sư muội, chúng ta đi, quay người định rời đi. Sắc mặt của Độc Cô Vấn Thiên đã rất khó coi. Tiêu Ngột nhìn thấy cảnh này, càng tức gần chết vãi. Tiện nhân, tôi dễ với cô quá phải không? Lầu vạn hoa là nơi các cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Nếu không phải tôi thấy các cô đáng thương, giữ các cô ở lại lầu vạn hoa, thì các cô sớm đã chết ở bên ngoài rồi. Bây giờ chỉ là bảo cô cởi giày cho công tử Độc cô giả bộ thanh cao cái gì? Dậm chân một cái. Tiêu Ngột trực tiếp xông lên đập ra một chưởng lên sau lưng Thiên Nhận Băng. Nhị sư tỷ cẩn thận. Mọi người kinh hãi kêu lên. Thiên Nhận Băng phản ứng lại, quay đầu ngăn chặn. Tiếc là khoảng cách cảnh giới quá lớn, Thiên Nhận Băng chỉ cảm thấy như có một tòa núi đụng đến bay ngược ra san. Ngã dưới đất phun ra máu tươi. Nhị sư tỷ, sáu người xông đến, dìu Thiên Nhận Băng đứng lên. Liền sau đó, xung quanh xuất hiện hàng chục hộ vệ bao vây bảy người. Tiêu Ngột âm lạnh lên tiếng, một đám đàn bà thối, cho thể diện mà không cần. Còn không mau đi cởi giày cho công tử Độc Cô đi. Dùng miệng. Nếu không, tôi sẽ cho các cô biết kết cục của việc phản bội lầu vạn hoan. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, tôi đề nghị, anh đi vặn đầu của công tử Độc Cô xuống. Nếu không, tôi sẽ vặn đầu của anh xuống. Ai đang nói hả? Tiêu Ngột sợ đến run lẩy bẩy, không nhịn được nhìn ra ngoài đại điện. Nụ cười trên mặt Độc Cô Vấn Thiên cứng lại, nhìn về phía giọng nói với ánh mắt vô cùng băng lạnh. Giọng này là... Hoàng hậu Hồng Đào ngẩn người. Liễu Như Khanh vô cùng kích động, đây là giọng của tiểu sư đệ. Đạm Đài Yêu Yêu bỗng quay đầu, nhìn ra ngoài đại điện, đúng là tiểu sư đệ. Nhị sư tỷ, tiểu sư đệ đến rồi. Đám người Khương Tử Cơ, Chu Lạc Ly, tiểu độc tiên kích động suýt nhảy lên. Thiên Nhận Băng cũng vui mừng, kinh ngạc quay đầu. Nhìn ra cửa đại điện. Trong con mắt của mọi người, một thanh niên đa một cô gái, trong lòng bế một bé gái ngủ say chậm rãi đi đến. Tiểu sư đệ, bảy vị sư tỷ thấy vậy, kích động nhào đến, đúng là đệ rồi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng gặp được đệ. Tiểu sư đệ, tất cả đều ổn chứ? Những năm nay đệ sống thế nào? Tiểu sư đệ, các tỷ nhớ đệ lắm. Độc Cô Vấn Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cười lạnh lùng một tiếng, Tiêu Ngột, đây cũng là anh sắp xếp cho bản công tử xem hả? Tôi, công tử Độc Cô, tôi, Tiêu Ngột có trăm cái miệng cũng khó biện bạc.
Anh ta nằm mơ cũng không ngờ, sẽ đột ngột xảy ra chuyện như này. Lập tức nổi giận gào một tiếng, tất cả ngây ra đó làm gì? Chém tên nhóc này thành bùn thịt cho tôi. Mười mấy khí tức bùng phát, trực tiếp tấn công về phía Diệp Bắc Minh Hy. Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, các vị sư tỷ, đệ rất ổn. Có gì chốc nữa rồi nói, giải quyết chuyện trước mắt trước thì hơn. Giao con gái trong lòng cho Đông Phương Xá Nguyệt, bước một bước chặn trước mọi người. Lúc này, mười mấy bóng hình vừa hay xông đến, tấn công ra một quyền. Phập một tiếng lớn vang lên, người xông lên phía trước nhất nổ tung tại chỗ. Diệp Bắc Minh không dừng lại, tung từng quyền liên tiếp đánh nổ tất cả bọn họ như quả dưa hấu. PM, mày, làm sao có thể? Tiêu Ngột không nhịn được run lên, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày là ai? Hộ vệ cơ thể bán thần, lại bị một quyền đánh nổ toàn bộ. Đúng là vô cùng khủng bối. Cảnh này khiến vẻ mặt Độc Cô Vấn Thiên khẽ biến sắc. Ông lão lưng gù ngồi phía sau hắn cũng không nhịn được mở đôi mắt, kẻ này, cơ thể rất cường mạnh. Là mày sỉ nhục sư tỷ tao. Diệp Bắc Minh khóa chặt Tiêu Ngột, trực tiếp xông đến. Tiêu Ngột kinh hồn bạt vía, chủ động tung ra một quyền đập về phía Diệp Bắc Minh. Tay trái Chí Tôn nghênh đón, khoảnh khắc nắm đấm của hai người chạm vào nhau, rắc một tiếng giòn tan. Gạch dưới. Tiêu Ngột đau đến như xé tim xé phổi, ôm cổ tay đã mất bàn tay. Kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh bước từng bước về phía mình, người đâu, người đâu. Ai giết được hắn, tôi sẽ trọng thưởng. Rõ. Hàng chục bóng hình cùng lướt về phía Diệp Bắc Minh, vô số bình khí tấn công đến. Hào quang của các loại võ kỹ bùng phát, nghiền áp đến dễ như bẻ cành khô. Cả đại điện chấn rung, dường như có thể nổ bất cứ lúc nào. Cút hết cho tao. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng, năm ngón tay của tay trái Chí Tôn nắm lại. Ru. Lúc tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long từ tay trái Chí Tôn xông ra. Giống như sấm sét đốt phá tầng tầng mây đen. Phập, phập, phập. Lúc hàng chục bóng hình tiếp xúc với huyết long, toàn bộ nổ tung, khí tức chết chóc tràn ngập cả đại điện. Xương Chí Tôn. Ông lão lưng gù đứng bật lên, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm tay trái của Diệp Bắc Minh Hy. Độc Cô Vấn Thiên thở gấp, lão ân, ông nói gì? Xương Chí Tôn ư. Ông lão lưng gù ngưng trọng gật đầu, đúng thế. Cánh tay của kẻ này phát ra khí tức của Xương Chí Tôn. Hơn nữa còn là cả tay trái Chí Tôn hoàn chỉnh, quá quý hiếm. Cho dù là nơi sâu nhất của đài kỷ niệm chiến thần, cũng chưa chắc có thể tìm được một cánh tay hoàn chỉnh Xương Chí Tôn. Quá tốt rồi. Độc Cô Vấn Thiên kích động đến toàn thân run lên, nổi da gà. Kích động đến trái tim muốn nhảy ra, lão ân, tôi muốn lấy tay trái Chí Tôn này. Tôi ra lệnh cho ông bây giờ không tiếc mọi giá, mang tay trái Chí Tôn của tên nhóc này về cho tôi. Rõ. Ông lão lưng gù cung kính gật đầu, bước ra một bước. Vùi. Cả đại điện chấn rung, thời gian dường như ngừng lại. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang ông lão lưng gù. Ngọa hổ tàng long, uy hiếp bốn phương. Diệp Bắc Minh nheo mắt, tiểu tháp, hình như ông lão này còn cường mạnh hơn đám người Lâm Trọng Sơn, Lục Duệ rất nhiều. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, phí lời. Đám người Lâm Trọng Sơn, Lục Duệ cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới chân thần đỉnh phong. Ông lão này ở cảnh giới lớn tiếp theo, cảnh giới thiên thần. Hơn nữa, còn là trung kỳ trở lên. Xương Chí Tôn của cậu vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, có thể dùng ông ta luyện tay, tăng thêm độ ăn ý. Nếu không đánh lại, bản tháp ra tay giết luôn. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Giọng của ông lão lưng gù vang lên như mệnh lệnh, tự chém tay trái Chí Tôn, quỳ xuống đưa đến trước mặt công tử nhà tôi. Lão phu có thể suy nghĩ cho cậu toàn thây. Diệp Bắc Minh cười, bây giờ ông quỳ trước mặt tôi, tự chém đầu. Tôi cũng suy nghĩ cho ông toàn thây. Muốn chết hải. Ông lão lưng gù tiến lên một bước, tấn công xuống như sấm sét. Tốc độ quá nhanh, tiểu sư đệ cẩn thận, ông ta là cảnh giới thiên thần. Mấy vị sư tỷ đều lên tiếng. Diệp Bắc Minh năm năm ngón tay, tay trái Chí Tôn giơ lên chống đỡ. Phập một tiếng bức bối vang lên, ông lão lưng gù không những không lùi lại mà còn chặn được một quyền của tay trái Chí Tôn, sức mạnh lão tăng mạnh ba phần. Choang, một tiếng. Hai chân của Diệp Bắc Minh nghiền nát gạch sàn của đại điện, lún xuống đất một tấc. Tay trái Chí Tôn cảm giác có một tòa Thái Sơn đè xuống. Mấy vị sư tỷ kinh hãi kêu lên.
Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Sức mạnh cường mạnh quá. Ông lão lưng gù nhếch miệng cười, khí tức chết chóc ập đến, nhóc con, chịu một đòn sức mạnh 5 phần của lão. Phu mà không chết, lão phu thừa nhận cậu rất mạnh. Nếu cậu biết nhẫn nại, hôm nay bất mặc kệ mấy cô gái này sống hay chết, sau này đúng là sự uy hiếp. Tiếc là hôm nay cậu phải chết ở đây. Vừa dứt lời, bàn tay lại đè xuống hăm hăm lần nữa. Muốn giết tôi, nằm mơ đi. Diệp Bắc Minh gầm một tiếng. Tay trái Chí Tôn cũng chỉ dùng 3 phần. Cút cho tôi. Liền sau đó, tay trái Chí Tôn lập tức trở nên đỏ tươi như máu, mỗi một huyết quản dường như đều căng phồng. Sau trong cánh tay có một con huyết long đang gầm thét. Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy độ ăn ý với tay trái Chí Tôn lại tăng lên. Xương Chí Tôn, ta ra lệnh cho mày bùng phát toàn lực. Gầm một tiếng, ầm ầm. Khí tức hủy diệt tất cả vụt ra, ông lão lưng gù bị đánh lùi lại tại chỗ. Cánh tay trấn áp Diệp Bắc Minh hoàn toàn biến mất, chỗ vết thương lộ ra xương chằng, máu tươi phun ra. Ư cực! Tất cả mọi người có mặt không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Trời ơi! Tiêu Một sợ đến rụt cổ, nếu quyền này đánh lên người anh ta, thì anh ta sẽ chết chắc. Liễu Như Khanh tỏ vẻ mặt kỳ dị, xem ra thực lực của tiểu sư đệ lại mạnh lên rồi. Toàn bộ các sư tỷ còn lại gật đầu, khóe miệng cong lên ý cười, anh chàng này may mắn đến nghịch thiên. Lại có được xương Chí Tôn. Độc Cô Vấn Thiên bỗng đứng lên, lão ân, ông không sao chứ? Sắc mặt ông lão lưng gù đen xì, thấy lạ vì một quyền của Diệp Bắc Minh lại có thể đánh thương mình thật, đồng thời. Cũng chấn kinh bởi sức mạnh của tay trái Chí Tôn hoàn chỉnh. Sức mạnh của xương Chí Tôn lại cường mạnh hơn cơ thể thiên thần. Hôm nay không diệt kẻ này, sau này chắc chắn là sự uy hiếp to lớn. Hôm nay cậu ta phải chết, nghĩ đến đây. Ông lão lưng gù không còn do dự. Nhìn chỗ cánh tay gãy của mình một cái, giơ tay tóm, máu tươi ảo ảo phun ran. Liền sau đó, số máu tươi này lại bùng cháy, hóa thành một con rắn lửa khổng lồ trăm trượng. Rắn lửa vô cùng dữ tợn, nhiệt độ trong đại điện tăng mạnh. Đi, ông lão lưng gù quát lên một tiếng, rắn lửa lao về phía Diệp Bắc Minh, nhóc con, lão phu thừa nhận xương Chí Tôn rất khủng bố, còn đánh thương được cả cơ thể của lão phu. Chỉ tiếc là, cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh của xương Chí Tôn. Con rắn này là lão phu ngưng luyện chân hỏa hóa thành, nó sẽ không thiêu cháy xương Chí Tôn, lại có thể thiêu cậu thành cho bụi. Tuyệt vọng rồi phải không? Ha ha ha! Ông lão lưng gù cười điên cuồng, bả vai không ngừng run lên. Diệp Bắc Minh lại cười, chơi với lửa. Tôi là tổ tông của ông. Hỏa Long, ra đây! Vung tay lên, lòng bàn tay cháy lên một ngọn lửa. Đón gió bùng cháy. Lập tức hóa thành một con rồng lửa khổng lồ trăm trượng, xông đến con rắn lửa đang lao đến. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, rắn lửa lại bị nuốt chừng. Dị hỏa bảng, phần thiên chi diễm. Ông lão lưng gù mở to con mắt, kinh hãi kêu lên một tiếng theo bản năng cậu. Làm sao cậu có thể có vật này? Rốt cuộc trên người cậu có bí mật gì? Đúng lúc ông lão lưng gù ngẩn người. Hỏa Long, đi! Hỏa Long biến từ phần thiên chi diễm lao đi. A, đợi đã. Ông lão lưng gù phản ứng lại từ sững sờ, muốn ra tay lần nữa ồ. Phần thiên chi diễm giáng xuống. Lão phu không cam tâm, ông lão lưng gù kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi tại chỗ. Lão ân. Độc Cô Vấn Thiên bị dọa sợ, mở to con mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa dần biến mất, kiêng sợ lướt nhìn sang Diệp. Bắc Minh. Rốt cuộc mày là ai? Người giết mày. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, bước một bước về phía Độc Cô Vấn Thiên. Độc Cô Vấn Thiên kinh hãi, sau đó bỗng nổi giận, mày dám giết tao. Bố của tao là Độc Cô Thần Hoàng của Điện Thần Hoàng. Mày có biết giết tao? Phập, tấn công ra một quyền, đầu của Độc Cô Vấn Thiên nổ tung như quả dưa hấu. Tiếng hét im bặt, chỉ còn lại một giọng nói lạnh lùng vang lên, giết mày thì làm sao? A, à, Tiêu Một sợ đến ngồi phệt xuống đất. Không ngừng run lên, xong đời rồi. Diệp Bắc Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Một mày. Đã quan tâm hắn như vậy thì mày lên đường cùng hắn đi. Tiện tay đè xuống, Tiêu Một hóa thành xương máu tại chỗ. Cậu Tiêu, a! À. Những người khác trong đại điện thấy vậy, cùng hô lên bỏ chạy. Lúc này, trong điện chỉ còn lại Diệp Bắc Minh, Đông Phương Xá Nguyệt và 7 sư tỷ.
Sắc mặt Diệp Bách Minh giãn ra, các sư tỷ, đã lâu không gặp. Mấy người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng quỳ. Một chân xuống, Hoàng hậu Hồng Đào. Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu, Khương Tử Cơ, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, Thiên Nhận Băng, Tham Kiến Điện Chủi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, các vị sư tỷ, mọi người làm gì vậy? Điện chủ gì? Mấy người cùng trao đổi ánh mắt, nhị sư tỷ, ở đây tỷ lớn nhất, hay là tỷ nói đi? Thiên Nhận Băng gật đầu, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh, thưa điện chủ, chủ luân hồi trước khi chết đã dặn dò, người là chủ luân hồi tiếp theo. Cái gì? Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người, chủ luân hồi giao phó. Sốt cuộc là thế nào? Chủ luân hồi bắt các tỷ đi, còn cấm nhốt thần hồn của thập sư tỷ và bát sư tỷ. Ông ta là kẻ địch của chúng ta, tại sao các tỷ? Anh cau mày thật chặt. Thiên Nhận Băng lắc đầu, điện chủ, chuyện nói ra thì dài. Thực ra chủ luân hồi giống như đệ, đều là người của hoa tộc thượng cổ, mọi việc ông ta làm đều là để tiếp tục truyền thừa hoa tộc thượng cổ. Tuy Diệp Bắc Minh sớm đã đoán được, chủ luân hồi có quan hệ mật thiết với hoa tộc thượng cổ. Nhưng nghe thấy tin này, đồng tử vẫn co mạnh lại. Sau khi tiêu hóa tin này, nhị sư tỷ nói tiếp đi. Hàng ngàn hàng vạn năm trước, hoa tộc thượng cổ cực. Kỳ phồn vinh, thần hoàng hàng đầu trong gia tộc nhiều không đếm xuể. Sau này tổ tiên của hoa tộc có được một tòa bảo tháp cổ xưa từ một nơi bí mật, còn có một tấm bia đá cổ xưa. Diệp Bắc Minh khế động trong lòng, tháp càn khôn chấn ngục, bia mẫu thạch hỗn độn, tiếp tục. Từ đó, khí vận của hoa tộc càng ngày càng nghịch thiên, con cái ra đời liên tục. Hơn nữa điều đáng sợ nhất là sau khi những đứa con sinh ra, trên người đều mang ấn ký luân hồi. Nói xong, Thiên Nhận Băng nhìn sang Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, điện chủ, người biết ấn ký luân hồi nghĩa là gì không? Diệp Bắc Minh ngẩn người, sau đó gật đầu, đương nhiên là biết, ấn ký luân hồi đại diện cho người này là chuyển thế của cường giả tuyệt thế. Chỉ có người có thần hồn cực kỳ cường mạnh, mới có thể lưu lại ấn ký luân hồi sau khi chuyển thế. Đúng thế. Thiên Nhận Băng gật đầu, một khi người có ấn ký luân hồi tu võ, sẽ nhanh hơn võ giả bình thường không chỉ gấp trăm lần. Bất kỳ thiên tài nào ở trước mặt người có ấn ký luân hồi, đúng là một đòn đả kích. Như vậy, hoa tộc có rất nhiều thiếu niên thiên tài, trong mấy trăm năm ngăn nủi đã có hàng chục người mang ấn ký luân hồi chuyển thế. Diệp Bắc Minh lập tức thở gấp. Từ khi anh tiếp xúc với võ đạo, bất luận học võ kỹ gì, cơ bản chỉ một canh giờ đã có thể học được. Chẳng lẽ mình cũng là, tiểu tháp, trong cơ thể tôi có ấn ký luân hồi không? Tháp càn khôn chấn ngục trầm mặc, chậm rãi nhả ra một chữ có. Vãi, tôi biết ngay mài, trái tim Diệp Bắc Minh run lên. Giọng của Thiên Nhận Băng tiếp tục vang lên, cùng với thế lực của hoa tộc càng ngày càng lớn, các thế lực khác. Cũng không ngồi yên được. Một vài tổ thần ra tay, tiêu diệt hoa tộc thượng cổ. Một số người may mắn sống sót đưa theo hai thánh vật trốn xuống hạ giới, cũng chính là huyền giới. Những thế lực đó thấy hoa tộc sập đổ ly tán, tổ thần trong tộc cũng ngã xuống, nên cũng không tiếp tục truy giết. Hoa tộc ẩn nấp ở huyền giới mấy chục triệu năm, lại dần dần phát triển ở huyền giới. Một tốp người lại tiến vào thần giới, kết quả những thế lực đó biết được, nên hoa tộc ở huyền giới lại gặp nạn diệt tộc lần nữa. Lần truy sát này, những thế lực đó muốn nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt tất cả truyền thừa của hoa tộc. Vậy nên Côn Luân hư thượng cỏ hoàn toàn sập đổ, Tam Hoàng Ngũ Đế ngã xuống. Hoa tộc lại phân thành mười mấy tốp người, lần lượt chạy đến vị diện hạ cấp thấp hơn. Nhà họ Diệp các đệ là một nhánh trong đó. Thiên Nhận Băng nói xong, lặng lẽ chờ đợi Diệp Bắc Minh tiêu hóa tất cả. Trong lòng Diệp Bắc Minh phẫn nộ vạn phần. Tổ tiên chảy cùng dòng máu với mình lại bị người ta truy sát như vậy. Một ý nghĩ. Trên không trung nghĩa địa hỗn độn vang lên giọng nói, Hiên Viên Hoàng Đế, nhị sư tỷ của tôi nói có thật không? Nơi sâu nhất trong nghĩa địa hỗn độn. Một giọng nói già nua vang Ellen, có một vài chi tiết cô ta không biết, nhưng đại khái đều đúng. Cuộc chiến đó, toàn bộ hàng trăm triệu đàn ông hoa tộc tôi đều chết trận. Sau đó, phụ nữ cũng gia nhập chiến trường. Tất cả bị tiêu diệt. Nghe thấy con số băng lạnh này. Diệp Bắc Minh cay sống mũi, con mắt đỏ bừng, Hiên Viên, tôi phải làm chút gì? Hiên Viên Hoàng Đế suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nhả ra bốn chữ, phải sống thật tốt. Sống tốt. Đúng thế,
sống tốt mới có thể có cơ hội vô hạn. Hiên Viên Hoàng đế nhắc nhở một câu, Diệp Bắc Minh thần giới không bãng huyền giới. Nếu cậu ở huyền giới, thì tòa tháp đó có thể giúp cậy vượt qua phần lớn nguy hiểm. Nhưng thần giới là nơi pháp tắc vạn đạo ngưng tụ, tổ thần ở nơi sâu nhất cường mạnh đến mức cậu khó mà tưởng. Tượng nổi. Một khi cậu bị phát hiện, họ không thể nào cho cậu bất kỳ cơ hội nào, cậu là hỏa chủng cuối cùng rồi. Nói xong, Bia Mộ ảm đạm. Giọng nói hoàn toàn biến mất. Lúc này, tâm trạng Diệp Bắc Minh trầm trọng chưa từng có. Giọng của Thiên Nhận Băng vang lên, tiểu sư đệ, thần hồn của thập sư muội và bát sư muội ở chỗ tỷ. Thân thể của họ ở chỗ đệ phải không? Nói xong, lấy ra hai ngọn hồn đang lấp lánh. Diệp Bắc Minh vui mừng, thân thể của hai sư tỷ ở chỗ đệ. Một ý nghĩ, lấy ra thần hồn của hai người từ trong nghĩa địa hỗn độn. Thiên Nhận Băng lập tức đánh vỡ hồn đăng, hai thần hồn bay ra lập tức nhập vào cơ thể của Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ. Liền sau đó, hai người chậm rãi mở mắt, tiểu sư đệ. Thập sư tỷ, bát sư tỷ. Diệp Bắc Minh kích động, tiến lên kiểm tra cơ thể của hai người. Ngoại trừ còn vô cùng hư yếu ra, chắc chắn không có vấn đề gì. Cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Không ngờ xa cách một năm, chúng ta còn có thể đoàn tụ ở thần giới. Mấy vị sư tỷ vây quanh Diệp Bắc Minh, khóe miệng hiện nụ cười. Đột nhiên, Đạm Đài Yêu Yêu hát ây giờ chỉ thiếu đại sư tỷ thôi, đúng rồi, tiểu sư đệ, đại sư tỷ đâu? Diệp Bắc Minh cau mày. Chín sư tỷ thấy vậy, không nhịn được hỏi, tiểu sư đệ, chẳng lẽ đại sư tỷ xảy ra chuyện rồi? Diệp Bắc Minh lắc đầu, kể lại chuyện xảy ra đài đoạn hồn một lượt. A, à, đại sư tỷ, chết rồi. Chín sư tỷ cùng kinh hãi kêu lên, toàn bộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.